Chào quý vị và các bạn. Những tác phẩm bonsai mini đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều thể loại cây. Ngoài những cây chủ đạo như là cây xanh, cây si thì ta còn được xem những cây thể loại khác. Và trước mắt chúng ta, tôi mới giới thiệu với các bạn một tác phẩm đây là một cây gì đó giống như là cái cây me mà ta thường xem, nhưng không biết có phải là cây me không. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cùng xem cái vẻ đẹp của cây này. Rễ nôm, cây dáng trực, đường thân thì lắc lượn, uyển chuyển, mềm mại. Đấy. Nhìn vào cái lá của cây thì ta hình dung như thể là cây me ấy các bạn ạ. Đấy. Chúng ta cùng đi vòng quanh nhé. Hôm nay trời lại gió cho nên là video thì rất là ồn. Các bạn xem và thông cảm cho mình nhé. Mình bắt loa ngoài cho nên là nó sẽ rất là ồn. Cây rất đẹp. Cây này có hai thân. Gió mạnh rất ổn này các bạn. Đẹp thế. Rồi ta xem thông tin của cây này. Đây là cây bồ kết. Tác phẩm bồ kết, người sở hữu Nguyễn Hữu. Điện thoại 0973 124 111. Bồ kết là cái giống cây mà rất nhiều gai, lá cũng giống như lá me. Và cây này thì cái quả của nó là trước đây là người ta thường làm lấy để đun nước lên và gội đầu. Cái dầu của bồ kết này thì làm cho tóc bóng mượt. Xưa kia thì không có dầu gội đầu, nhưng ngày nay các cụ nhà ta thường lấy quả bồ kết hoặc là vỏ cây bồ kết để đun nước lên rồi lấy nước gội đầu làm cho tóc bóng mượt. Đấy, cây bồ kết đấy các bạn. Cây này có 102 tại triển lãm lần này. Rồi các bạn xem cho mình một nút nhấn đăng ký nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Cây tuyệt vời các bạn ạ. Đấy. Rồi mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.